Xin chào các bạn, Levi Music trở lại với các bạn trong bài học thứ hai, giải thích cho các bạn biết guitar đệm hát là gì. Các bạn nghe từ đệm không? Đệm có nghĩa là chúng ta lót đường cho người hát hát, hoặc là chúng ta cảm thấy giống như cái chiếc cầu vậy ha, bắc qua con suối để những người đi qua đi lại trên chiếc cầu đó. Thì đệm hát cũng giống như chiếc cầu như vậy, giúp cho người hát đi được thông dong và thoải mái và hay. Khi chúng ta sử dụng guitar, dĩ nhiên guitar nó có nhiều kiểu chơi: solo, đệm hát, độc tấu, fingerstyle hoặc là cổ điển. Nhưng mà chúng ta là học guitar đệm hát, có nghĩa là chúng ta chơi điệu, chúng ta chơi hợp âm để làm sao cho người hát, chúng ta làm nền cho người hát hát. Vì vậy ai quan trọng hơn? Người hát quan trọng hơn, nhưng mà chúng ta cũng cực kỳ quan trọng. Bởi vì chúng ta làm nền tốt thì người ta hát sẽ có cảm hứng, người ta hát sẽ rất là hay. Vì vậy, guitar đệm hát là một trong những môn đơn giản và nhanh chóng so với những môn khác. Ví dụ độc tấu, fingerstyle hoặc là cổ điển, thì guitar đệm hát là các bạn có thể đạt nó trong vòng 3 tháng. Các bạn có thể học hoàn thành khóa học online 3 tháng với guitar đệm hát. Và ví dụ ở đây, ví dụ mình chơi đặt sau tất cả, mình lại trở về với nhau, tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen. Đó, rất đơn giản, đó là guitar đệm hát. Và bây giờ chúng ta bắt đầu bước qua phần tiếp theo của khóa học. Mời các bạn mở qua video tiếp theo. Bye bye.